Kênh thông tin yêu thích Nhân Trạch 21 giờ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng tôi chuyên nhận ký gửi và giới thiệu đất nền khu dân cư xây dựng Hà Nội, khu dân cư HUD thuộc khu đô thị Phước An, Long Thọ, nằm trong tổng thể của đô thị mới Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Rất mong được hợp tác cùng quý vị và các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, tức là ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, thì kênh YouTube Nhân Trạch 21 giờ của Phước Bình Len sẽ cùng quý vị và các bạn đi tham quan thực tế cái dự án đường Lê Hồng Phong nối dài ra đến cắt ngang qua đường Lê Hồng và đường Hùng Vương và chạy ra đường Trường Chinh, và xem một phần của cái dự án đường Trường Chinh mở rộng, và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu cái tuyến đường này và cái nút giao đường cao tốc Bến Lức Long Thành đây. Đấy. Thì theo thông tin trên bản đồ và thông tin trên Google Map, chúng tôi đã tổng hợp được một số những cái thông tin để quý vị và các bạn nắm được cái thông tin về cái tuyến giao thông ở khu vực này. Thì đây là bản đồ quy hoạch của Nhân Trạch đến năm 2030, thì cái tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài đang được đầu tư rồi, đang được triển khai xây dựng, cũng đã được gần một năm này đấy, từ khởi công ngay đầu năm thì đến nay công trình cũng đang xây dựng. Lát nữa thì quý vị và các bạn sẽ có được cái hình ảnh mà chúng tôi vừa quay buổi sáng ngày hôm nay về cái dự án này. Hôm nay là ngày Chủ nhật nhưng mà đơn vị thi công nhà thầu vẫn hoạt động bình thường. Đó. Đây, tuyến đường đây. Tuyến đường đây là đường Lê Hồng Phong này. Điểm kết nối chỗ này là điểm cuối của dự án HUD thuộc khu đô thị mới Phước An Long Thọ, và đi ra đường Hùng Vương, cắt ngang đường Hùng Vương và sang đường Trường Chinh và đi lên cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì bây giờ tôi sẽ làm những cái phép đo để quý vị hình dung ra hơn này. Thì bây giờ là theo trên Google Maps là tôi sẽ đo từng đoạn để quý vị và các bạn hình dung. Thứ nhất là đo đoạn đường từ cuối dự án HUD ra đến đường Hùng Vương và ra đường Trường Chinh và lên đến nút giao thông chỗ lên cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì đây, bây giờ quý vị xem này. Thì trên bản đồ Google Map này thì quý vị đang nhìn thấy đây là đường Lê Hồng Phong, và cái dự án đường Lê Hồng Phong nối dài sẽ đi theo cái tuyến này. Thì bây giờ tôi sẽ làm một phép đo trên cái phần mềm giao thông Google Maps đây. Thì đây quý vị và các bạn, cái tuyến này từ cuối đường Lê Hồng Phong ra đến đường Hùng Vương thì theo cái phép đo này thì nó vào khoảng 300m này. Đó. Thì và tiếp tục sẽ đi cắt qua đường Hùng Vương và đi ra đường Trường Chinh. Thì đây đó quý vị và các bạn này, nhìn này, thì đâu đó cả cái tuyến đường này nó có chiều dài khoảng 1 km, và sau đó từ đường Trường Chinh quý vị và các bạn sẽ đến nút giao thông cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì nút cao tốc giao thông Bến Lức Long Thành thì ta sẽ lấy một cái điểm này là cái điểm rẽ đầu tiên. Thì từ đây, từ cái điểm này lên đến đây là thêm vào khoảng 700m nữa. Thì toàn tuyến đường này có từ điểm cuối của dự án HUD ra đến nút giao bắt đầu để vào vòng xoay của cái nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành thì đâu đó vào khoảng 1,8 km thôi quý vị và các bạn ạ. Rất gần. Thì cái tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành này ấy, khi mà hoàn thành đưa vào khai thác thì từ nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành
vào đến khu đô thị mới Phước An Long Thọ, gồm các dự án này: HUD này, xây dựng Hà Nội này, DTA này, tái định cư này, Sun Belt này và Thành Hưng. Thì đâu đó cái tuyến đường này nó chỉ có một cây 8 thôi, là vào đến bắt đầu đến 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 dự án HUD, và đi thêm loanh quanh ở đây trong cái phạm vi vài ba cây nữa là đi hết cái khu vực này. Thì phải nói với quý vị và các bạn rằng là cái khi tuyến đường này thông lên thông xe đường Lê Hồng Phong nối dài này, đường Trường Chinh này và đường cao tốc Bến Lức Long Thành đưa vào sử dụng, thì giao thông ở chỗ khu đô thị mới Phước An Long Thọ đây này, nói với quý vị và các bạn cực kỳ thuận tiện. Thì cái nút giao từ khu đô thị mới Phước An Long Thọ mà ta đi theo cái hướng từ lấy cái điểm mốc là từ ấy đây đi, từ nút vòng xoay Lê Hồng Phong và Nguyễn Văn Cừ, ta đi lên đến ra sân bay Long Thành đây này cũng rất là gần. À, đây theo đường Nguyễn Ái Quốc ra cái khoảng sân bay Long Thành đây, mình cứ lấy cái đường chung chung thì gọi là chạy thẳng đi, thì đâu đó 13 cây rưỡi là đến này khu vực sân bay Long Thành, khu vực đã đang triển khai xây dựng là nó có cái màu khác này, này quý vị và các bạn này. Đó, tầm 13,5 km tương đối vậy thôi, còn chính xác thì mai kia đường nó hình thành thì mới là chính xác được, nhưng mà đâu đó cũng không quá 15 km đổ lại đâu quý vị và các bạn ạ, là sẽ ra tới sân bay quốc tế Long Thành. Thì đây là lõi sân bay Long Thành, thì với diện tích là 5.000 hecta nên là cả cái sân bay thì nó cũng rộng. Người ta lấy cái điểm đầu tiên này, ta lấy cái điểm đầu tiên ta đến khoảng 13 cây rưỡi, thôi ta cứ tính tầm khoảng 15 cây đi cho nó thoải mái. Đó, đấy là một cái. Và một tuyến nữa mình hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là cái tuyến từ khu đô thị mới Phước An Long Thọ, ta đi từ đây, ta cứ lấy cái điểm cuối cùng là từ đây đi, từ điểm xuất phát là cuối đường Lê Hồng Phong và lấy điểm xuất phát là từ cuối dự án HUD, ta đi theo cái tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài lên đường Trường Chinh và đi ra quốc lộ 51, thì để ta xem là ta từ đây ta đi xuống bãi biển Vũng Tàu tầm khoảng bao cây này. Thì đây là một cái tuyến đường mà mình cũng đã đo thử này, thì điểm xuất phát là dự án cuối dự án HUD đường Lê Hồng Phong, ta đi lên đường Trường Chinh, ta lên đường cao tốc Bến Lức Long Thành, ra quốc lộ 51 và đi theo quốc lộ 51, thì tạm thời ta cứ lấy là quốc lộ 51 đi, chứ mai kia nó sẽ có một tuyến nữa là tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nữa, thì nó còn thuận tiện hơn. Nhưng mà bây giờ hiện tại ta chưa tính cái đoạn đó mà ta lấy theo cái tuyến quốc lộ 51 để ta đi từ khu đô thị mới Phước An Long Thọ đi xuống Vũng Tàu, thì theo tôi đo là xuống tận cái bãi sau rồi đấy, giáp với bãi sau này, quý vị các bạn nhìn thấy là bãi sau này, đây này, điểm cuối cùng ta để ở đây, thì đâu đó là 58 km. Thì đây là đo theo cái đường chỉ dẫn thôi, chứ còn đi thực tế thì tôi nghĩ chắc cũng tầm khoảng 60 cây đây này. Thì điểm cuối là tôi lấy là cái vòng xoay Lê Hồng Phong 3 tháng 2 đường Thi Sách, đường Võ Thị Sáu. Đó, đấy tôi lấy cái điểm này, điểm trung tâm đến đây từ khu đô thị mới Phước An Long Thọ, điểm xuất phát là điểm cuối dự án HUD đi xuống trung tâm thành phố Vũng Tàu, đâu đó khoảng 58 km. Đấy, nay mai là từ nay chắc tôi theo tôi nhận định thì từ nay khoảng đến chậm là hết quý 1 năm 2025 thì chúng ta sẽ được sử dụng cái tuyến đường đó. Đó, đấy là một tuyến đường. Còn và tôi cũng đã vừa làm một cái phép đo nữa là tuyến đường nay mai khi cái tuyến đường cầu Phước An này này, đây này, đây này, hoàn thành thì ta đi từ cuối dự án HUD, có nghĩa là lấy đấy là điểm xuất phát, đến trung tâm thành phố Vũng Tàu là bao nhiêu km, thì tôi lại đã có một phép đo đây rồi. À,
thì đây tôi lấy cái điểm xuất phát cũng vẫn là cái điểm đó, là điểm cuối đường Lê Hồng Phong hiện nay. Đó là cuối cùng của dự án HUD, cuối dự án HUD. Đi theo tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài ra Trường Chinh lên, không lên cao tốc Bến Lức Long Thành nữa, mà ta đi theo cái lối đường cảng Phước An sang cầu Phước An đang xây dựng theo lối này, sang thị xã Phú Mỹ và đi ra quốc lộ 51. Thì theo cái tuyến này thì tôi cũng đã làm một phép thử đây, thì cũng đến cái điểm cuối cùng, điểm đích cuối là cũng vòng xoay trung tâm thành phố Vũng Tàu là đường Lê Hồng Phong, đường 3 tháng 2, đường Thi Sách và đường Võ Thị Sáu. Thì đâu đó nó vào khoảng 56 cây, có nghĩa là nó gần hơn tầm khoảng xuất phát 3 km so với cái tuyến kia. Thì theo tôi nhận định ấy, và mà nhìn thấy ấy, thì tới đây khi cái tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu xong thì ta đi lên từ khu đô thị mới Phước An Long Thọ này, đi theo đường Lê Hồng Phong nối dài ra đường Trường Chinh lên cao tốc và đi ra cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu để xuống thành phố biển Vũng Tàu, thì tôi nghĩ là nhanh hơn rất nhiều. Đây cái tuyến đường cao tốc đây này, đây đây này. Đây, tôi sẽ làm một phép đo sơ sơ cho quý vị và các bạn xem nhá. Thì đây nó cũng đã có những cái tuyến đường hình thành rồi này. Thì đây tôi sẽ lấy cái điểm xuất phát đầu tiên là cuối dự án HUD đường Lê Hồng Phong đây, đi ra và đi theo cái tuyến này, thử một phép tính để quý vị và các bạn nghiên cứu xem này, xem nó có thuận tiện như nào nào. Đây. Đây. Đi theo cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đây, xem là nó thế nào. Hôm nãy mình chưa nhìn ra, thì bây giờ mình nhìn thấy cái tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cũng đang có cái hình ảnh rồi. Thì ta sẽ làm một phép tính tiếp. Đây, nó tầm vào cái quãng chỗ này đây. Đây, lấy đây đi ra đi. Đây, quý vị và các bạn nhìn thấy đây đó. Đó, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cũng đang hình thành ở đây này. Nên là ta lấy, ta dựa vào đây, ta thử đi xem là cái tuyến này nó gần hơn nhiều không này. Đây. Đây, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu ở đây. Mà dưới này thì lại chưa thấy hình ảnh gì, đâm ra ta cũng cứ lấy đại khái vậy đi. Dưới này thì chưa thấy gì, đâm ra rồi cũng hơi khó. Nhưng mà thôi cứ lấy đại khái kiểu như này đi, lấy theo cái ý mình nhìn nó đẹp đẹp tí đi, xem nó như thế nào. Xem là nói chung là cũng vậy, tầm đâu đó khoảng 60 cây. Đâu đó là từ từ khu đô thị mới Phước An Long Thọ đi xuống trung tâm thành phố Vũng Tàu. Thì tới đây ta có mấy tuyến đường đi, nhưng mà nó cũng sẽ rơi vào tầm khoảng 60 km. Có mấy tuyến thôi, nhưng mà cũng mấy tuyến đấy, có hẳn tới 3-4 tuyến, nhưng mà 3 tuyến đi, nhưng mà ta cũng đi đâu đó rơi vào khoảng 60 km, đổ lại là ta sẽ đi được, đi cao tốc hoặc là đi đường quốc lộ 51. Thì cũng tầm khoảng 60 km. Đó, đấy là thông tin đến quý vị và các bạn một số tuyến đường và khoảng cách từ khu đô thị mới Phước An Long Thọ theo cái tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài đang xây dựng. Và tí nữa tôi sẽ có hình ảnh để quý vị và các bạn xem thực tế là cái dự án nút giao thông đây này, mấy cái tuyến đường này đây, tuyến đường 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 đường
Lê Hồng Phong nối dài này, đường Trường Chinh đang mở rộng này và nút giao thông cao tốc Bến Lức Long Thành và đường Trường Chinh. Đó, đấy là hình ảnh tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn ngày hôm nay. Thì đây tôi cũng sẽ đã làm một cái khoảng cách để quý vị và các bạn nhìn rõ này. Thì đây là khu vực khu đô thị mới Phước An Long Thọ, là dự án HUD, dự án Thành Hưng, dự án xây dựng Hà Nội, dự án DTA, dự án tái định cư. Thì tôi lấy cái điểm xuất phát từ cuối dự án HUD ra đến đường Hùng Vương thì tầm 300 m. Đấy, tầm 300 m. Và từ đường Hùng Vương ra đến đường Trường Chinh tầm 800 m, và từ đường ngã ba đường Trường Chinh với đường Lê Hồng Phong ra đến vòng xoay đường cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Trường Chinh tầm 700 m nữa thì đâu đó khoảng 1 cây 8 này. Đó. Quý vị và các bạn nhìn rõ chưa? Đó. Thì hình ảnh là nó như thế. Thì và đây là tuyến đường như vậy. Còn hình ảnh sau đây quý vị sẽ và các bạn sẽ được xem thực tế hiện nay nó đang như thế nào. Và đang làm xây dựng được đến đâu rồi, có thực tế hay chưa, hay là sao, thì quý vị và các bạn sẽ xem ở cái đoạn clip về sau đây. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn nắm được. Hiện nay thì Phước Bình Len là chủ sở hữu của cái kênh Nhân Trạch 21 giờ này đang nhận ký gửi và giới thiệu đất nền khu đô thị mới Phước An Long Thọ, gồm các dự án này, HUD này, xây dựng Hà Nội này, tái định cư này, DTA này, Thành Hưng và Sunflower, những dự án Ecosun ở góc này nữa. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu mua hoặc bán thì cứ liên hệ với chúng tôi để đạt được những điều mà quý vị mong muốn. Thì ở đây thì nói thật là với quý vị các bạn, môi giới cũng rất là nhiều. Thì tôi cũng là một trong những đơn vị môi giới ở khu vực này. Thì quý vị và các bạn cứ tìm hiểu tham khảo xem đơn vị nào là đơn vị thì môi giới nó có tâm, có tầm, có trách nhiệm, có đạo đức. Thì quý vị và các bạn cứ tìm hiểu tham khảo. Khi quý vị mà cảm thấy gặp đơn vị Phước Bình Len cảm thấy yên tâm thì chúng ta hợp tác, mà cảm thấy Phước Bình Len chưa được yên tâm thì quý vị tìm đơn vị khác. Cái đấy là quyền của quý vị và các bạn. Và những đơn vị lùa gà cũng tương đối nhiều đấy, nên là quý vị cũng cứ tìm hiểu kỹ, tham khảo, cân nhắc để đạt được những điều mà quý vị mong muốn. Thì quý vị cứ tìm hiểu và tham khảo, cứ lên mạng mà tìm hiểu, không thiếu gì đâu. Đơn vị môi giới khu vực này rất nhiều, lớn bé, lớn có, bé có, trẻ có, già có. Mình thì năm nay cũng 50 tuổi rồi, không ít nữa. Làm việc thì mình làm theo cái suy nghĩ của mình, chứ mình không làm theo cái cách làm của người khác. Nên là cái quyền lựa chọn hợp tác với đơn vị môi giới nào là quyền của quý vị và các bạn. Nhưng mà quý vị và các bạn thấy Phước Bình Len có cái gì hay mà cảm thấy hợp thì quý vị nghiên cứu. Đó là mình giới thiệu sơ qua về cái cách làm việc của bên mình là như thế. Và sau đây cũng không để quý vị và các bạn chờ lâu, quý vị và các bạn sẽ được xem cái hình ảnh thực tế tại dự án đường Lê Hồng Phong nối dài này, đường Trường Chinh mở rộng và nút giao thông cao tốc Bến Lức Long Thành và đường Trường Chinh. Và đây, trước mắt quý vị và các bạn là nút giao thông đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Lê Hồng Phong thuộc khu vực chỗ dự án HUD. Thì bên tay trái màn hình của quý vị là nhóm 2 của dự án HUD và bên tay phải là nhóm 3 của dự án HUD. Thì bây giờ quý vị và các bạn cùng tôi sẽ bay ra nhìn hình ảnh từ Blackcam của chúng tôi đang bay ra cái dự án đường Lê Hồng Phong nối dài
để xem thực tế dự án này. Thì dự án này thì đến nay cũng đã triển khai xây dựng được 7-8 tháng rồi. Thì hôm nay tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn xem thực tế là dự án đang được triển khai đến đâu. Bây giờ là đầu điểm cuối cùng của dự án HUD và bắt đầu bước vào dự án đường Lê Hồng Phong nối dài. Thì trước mắt của quý vị và các bạn thì đường Lê Hồng Phong nối dài cũng đã định hình được và hai bên hệ thống thoát nước cũng đã được đơn vị nhà thầu đã hoàn thành và ra đến đường Hùng Vương rồi. Thì từ tuyến đường Hùng Vương, đơn vị thi công cũng đã chôn được cái hệ thống, xây dựng được cái hệ thống thoát nước hai bên đường rồi. Và từ cái tuyến đường Hùng Vương này ra đến đường Trường Chinh đâu đó tầm 800 m, thì theo hình ảnh quý vị và các bạn và tôi đang nhìn ấy thì cũng đã triển khai được một nửa rồi. Còn một nửa từ đến ra đến đường Trường Chinh là đang triển khai xây dựng đó. Thì trước mắt quý vị và các bạn cũng đã nhìn thấy đường Trường Chinh cũng đã đang triển khai xây dựng mở rộng để kết nối lên đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì theo hình ảnh ở đây và theo tôi tìm hiểu thì cái đường Trường Chinh này cũng có lộ giới đâu đó khoảng 80 m, kết nối vào khu công nghiệp của Nhân Trạch và kết nối lên cao tốc Bến Lức Long Thành và chạy ra đường ra cảng Phước An, cảng cái mép Thị Vải, cầu Phước An. Thì đó, trước mắt quý vị và các bạn đã nhìn rất là rõ là từ cái điểm mà kết nối đường Lê Hồng Phong, chỗ cái máy xúc đang chạy và mấy cái xe đang di chuyển đó, thì lên đến vòng xoay điểm kết nối cao tốc Bến Lức Long Thành rất là gần. Thì lúc trước tôi cũng đã đo đấy, thì đâu đó nó cũng chỉ khoảng 700 m thôi, rất thuận tiện. Thì theo số đo đó thì quý vị và các bạn cũng đã biết từ điểm kết nối đường Trường Chinh với đường cao tốc Bến Lức Long Thành để vào khu đô thị mới Phước An Long Thọ thì cũng đâu đó không quá 2 km. Nên là khi cái dự án giao thông này hoàn thành thì quý vị và các bạn cũng đã tưởng tượng được khu đô thị mới Phước An Long Thọ sẽ có một cái lợi thế rất là tuyệt vời. Thì bây giờ đấy, tôi đang quay cái hướng camera về khu về cái dự án đường Lê Hồng Phong nối dài và hướng về khu đô thị mới Phước An Long Thọ. Đây. Thì bây giờ tôi lại tiếp tục quay trở lại với cái tuyến đường Trường Chinh đang được đầu tư mở rộng để kết nối vào cao tốc Bến Lức Long Thành, quý vị xem cận cảnh hơn. Đó. Quý vị và các bạn thấy không? Nhơn Trạch đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng rất là lớn, được đầu tư rất là nhiều để kết nối giao thông. Vì Nhơn Trạch đã định hình là một là khu đô thị logistics phát triển thương mại dịch vụ, nên là hệ thống giao thông rất quan trọng cho khu đô thị Nhơn Trạch này. Thì quý vị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu mua bán đất nền tại Nhân Trạch thì cứ liên hệ với tôi theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Tôi sẽ có những thông tin tư vấn và những thông tin liên quan đến các dự án hạ tầng giao thông, các quyết định này nọ để quý vị tham khảo. Theo tôi thì đầu tư bất động sản hoặc là mua bán nhà ở là một tài sản cực kỳ lớn, nên quý vị và các bạn nên có những cái thông tin cụ thể rõ ràng thì mình sẽ định hình được cái việc mà đầu tư nó hiệu quả thế nào và nó yên tâm. Chứ có những thời điểm thì liều ăn nhiều, nhưng mà theo tôi bây giờ thì nên cần phải suy nghĩ thật kỹ. Cái thể chế chính sách bây giờ không sẽ không để cho những cái vấn đề liều ăn nhiều nữa đâu. Nên là quý vị và các bạn cũng nên tìm hiểu kỹ và cân nhắc.
Và sau đây kênh YouTube Nhân Trạch 21 giờ sẽ bay về khu đô thị mới Phước An Long Thọ để quý vị có hình ảnh kỹ càng hơn về khu đô thị mới Phước An Long Thọ. Và quý vị và các bạn có nhu cầu mua bán ký gửi đất nền tại khu vực này hãy liên hệ với tôi Phước Bình Len theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đạt được những điều mà quý vị mong muốn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem clip của tôi. Chúc quý vị và các bạn mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau. Xin cảm ơn.